Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm đồng ruble thì mới ra không ngày thôi Một trò chơi kinh tế, việc rút tiền thật à, Thì có rất nhiều những cái thể loại web như này nó ra hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày luôn Và có rất nhiều câu hỏi các bạn đặt ra cho mình Anh ơi sao anh không làm web này, web kia, thế này, thế nọ Thì ở clip này mình sẽ lý giải cái câu hỏi đấy cho các bạn để cho các bạn biết thực ra bản thân mình biết tất cả những cái web mà các bạn dự gửi cho mình và thậm chí hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu luôn cả nhà uh, nói qua luôn về những cái web đấy vì có bạn cũng gửi cái, những cái web đấy cho mình uh, mình biết nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn phải nghe kỹ tại sao mình lại không giới thiệu uh, để mà lâu lâu mình phải đá lại kiểu này. Thực ra clip kiểu như này mình đã làm rồi nhưng mà lâu lâu mình phải đá lại để cho anh em nhớ một chút chút vì lâu rồi kéo là các bạn lại quên Ok chúng ta hãy cùng nhau đi xem như thế nào nhé Ok thì ở cái web đầu tiên nó ra không ngay. À, tại sao kiểu web này mình lại không giới thiệu ta? <laughs> OK, không ngày tổng số thợ mỏ như này như này. OK, chúng ta sẽ là đăng ký, ấn vào đăng ký cho mình. Nó đơn giản thôi. Đây. Thực ra cái giao diện khi các bạn nhìn cái giao diện này, mình không thích cái giao diện này tạo nào. Thật sự về cá nhân mình, ý, uh, mình không thích cái giao diện của nó như thế này. Còn các bạn cũng hiểu bạn sao nhưng mà do kiểu cái giải thích cái kiểu là tại sao không thích mới lại thích ấy, thì nó cũng cực kỳ là khó nó mang yếu tố là sở thích tôi chơi nhiều thì tôi tôi cảm thấy là nó tôi cũng thích cái thể loại đấy không hiểu kiểu giống như là các ông thích có ông thích ăn thịt mỡ của ông không thích ăn thịt mỡ của ông thích ăn thịt chó của ông không thích ăn thịt chó bây giờ nó cũng khó để mà giải thích ở cái câu đấy về cái sở thích đấy thì nó, nó thuộc về khó rồi ok thì mình không thích cái giao diện này lắm thì mặc dù cái thằng ấy nó cho vào đầu tiên nó sẽ cho bạn 20 hai 000 tương đương với 2.000 ruble thì à tương đương 20 20 ruble thì việc đầu tiên như mọi khi thì các bạn à, vẫn phải là mua cái mỏ vàng này với giá 20 rub và lãi suất của nó cũng tương đối là cao ấy chi phí nữa này mua mua nhé chi phí à đúng nhầm mua được hai cái chứ được hai à, quên nhầm bây giờ mình kích kích vào kia rồi đâu rồi mình chỉ mua được một chiếc thôi Khai thác được 5 năm tinh thể mỗi giờ à, nãi suất của nó cũng tương đối là cao ấy, không phải là thấp đâu vì tặng bạn 30 uh, 20 rub mà ở đây thì đương nhiên là nó cũng có hệ thống giới thiệu đầy đủ mỏ chứa pha lê rồi các thứ trao đổi vàng nhưng mà nó không có kích quảng cáo đấy mới ra không ngày luôn nhá không có kích quảng cáo này và điều tiếp theo nữa là khi chúng ta trao đổi mỏ này đầu ra này được đây vẫn là thanh toán đơn hàng này đây khi ấn thanh toán này nó yêu cầu bạn bổ sung số dư là 20 ruble thì với những cái web mà nó rời rạc kiểu như này và cái giao diện chán như vậy mặc dù nó mới ra nhưng mà khi nó đã bắt bổ sung 20 ruble như này thì mình đã không muốn giới thiệu cho các bạn rồi như web như này thì tốt nhất là các bạn không nên chơi đừng có phí thời gian vào nó làm cái gì anh em nhìn qua nó thì hãy lướt qua đi hoặc là các bạn nếu để an toàn hơn thì tốt nhất là để mình giới thiệu bởi vì mình giới thiệu cũng tương đối là nhanh chứ cũng không phải là chậm đâu đâm ra các bạn nếu như anh em mà tự tìm tìm tòi thì cũng được nhưng cũng là tham khảo thôi chị <laughs> nhá <laughs> ok thì con quét tiếp theo giao, diện gia của con quét tiếp theo thì nhìn nó khá là màu mè tương đối là đẹp đẹp đẽ nhưng mà nó lại thêm nữa là nó nó mô phỏng con angry bird này con chim điên này thì mình lại cũng chả thích thực sự là một cái gì đó nó nhái hoặc là mô phỏng một cái thằng nào đấy thì về mình cũng không hề thích mình sẽ tạo tài khoản cho các bạn xem con này cũng là mới ra luôn thôi à, nhìn nó màu mè chắc chắn là những cái con này á um, anh em sẽ hỏi mình rất là nhiều luôn bởi vì nhìn nó mới nó mới mà mà nhìn nó cũng hay rồi thế này thế nọ nữa nên ra các bạn sẽ hỏi rất là nhiều nên ra mình liệu liệu trước các bạn hỏi thì mình sẽ có làm ví dụ cho anh em xem thì thực ra tôi mà không làm thì làm sao mấy ông biết đúng không mấy cái này nó sẽ cho bạn thêm 10 ru này đấy ấn vào khai thác này đây thì ở đây thì uh, mua con chim kẻ lừa đảo ở quên nhầm dịch mới trả chiếc sinh nhật đây mua này. với lãi suất là 30 phần trăm một tháng cơ lãi suất tương đối là ok đấy nhưng mà vấn đề là khi mình ấn vào kỵ rút tiền này đây ấn này thì nó yêu cầu bạn bổ sung số 10 ru à, hoặc là mời bạn bè người mời bạn bè bổ sung 10 ru à, thanh toán đặt hàng bởi người dùng bổ sung 10 ru ít nhất 10 ru à, à không không mời bạn bè không được mà bắt buộc bạn phải bổ sung 10 ru chứ còn mời bạn bè không được ok thì đương nhiên là có giới thiệu có tiền thưởng có khai thác các thứ bình thường rồi cũng chả có gì là kinh khủng cả vẫn chỉ là ấy và chúng ta sẽ không có quảng cáo để xem quảng cáo để cho chúng ta thêm thêm đại khái cái ở nằm ở chỗ là hai cái kiểu web này này nó chỉ là đơn thuần là hai kiểu web đầu tư và cũng có tặng thêm nhưng mà các bạn phải đầu tư thì nó mới cho bạn rút tiền và nó không có cái phần để cho anh em kiếm miễn phí đó là phần xem quảng cáo thêm đấy cũng là một phần lý do mình không giới thiệu cho các bạn à, tiếp theo nữa là có một cái web nữa là cái bạn này bạn đi ừ. à, tiếp theo nữa là ở thế rồi nên nó lại hỏi mật khẩu ok đợi mình tịnh chút nhé mình xem cái mật khẩu này là gì À, okay. uh, thì đây là bảo mật hai lớp thôi mà các bạn cũng lên bảo mật hai lớp giống như mình như thế này để cho an toàn hơn nhé ok thì với một quét nữa thì cũng là một bạn hỏi bạn bảo là rất nhiều thằng nó đầu tư rất lớn vào đây nó đấm rất nhiều tiền vào đây nó đấm đấm cực kỳ nhiều tiền vào đây thực ra bản chất cái quét này nó chỉ là một quét tàu nhanh thôi mà nó chẳng có cái gì là kinh khủng cả <laughs> uh, nếu mà nó thực sự là có ngon nghẻ thì mình luôn luôn nói với các bạn rồi mình sẽ ấy cho anh em giới thiệu cho anh em đây các bạn thấy này 10 ru vào đây thì các bạn sẽ có thể đầu tư okay. tôi, 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 tôi không ấn được số 10 ở đây nhỉ Đấy, ấn nó bị lệch, lệch lạc anh em đợi đi Ok tôi đánh 10 ru vào đây nhé đánh 10 ru này kiếm góp này Ô, không đóng góp được nữa không loát à <laughs> Không loan luôn Thì cái quét này bạn ấy bảo là có rất nhiều người đã đầu tư rất mạnh tay vào đây Có người đến đầu tư thế này có đây Bạn thể này Nghìn ru, nghìn năm trăm rồi mười lăm nghìn Đại khái là bạn ấy nhìn về những cái số này này Mười lăm nghìn rồi năm nghìn, hai mươi nghìn Đại khái như vậy Thì các bạn bảo là sao mà bọn nó lại đầu tư cao như vậy vào đây Thì thực sự là các bạn đừng nhìn vào những cái con số như thế này à, mang yếu tố này mang yếu tố tham khảo thôi bởi vì nếu như là các bạn để ra một cái quét nào đó lừa nhé ở trên đời này thì đương nhiên là sự lừa đảo thì là rất nhiều rồi thì nếu như để một cái web nào có lừa thì chúng ta cần phải thả chim cho thả mồi cho chim đại khái giống kiểu thả thính ý để mà phải thả thính cho mọi người lao vào thì đây nó cũng có thể là một hình thức thả thính mình nói là cũng có thể thôi nha à, ví bê ở cái đầu này của nó này cũng là tương đối ví B. mình là đầu 8 đúng không cái ví bê của nó thằng này đầu năm này thằng này nó 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 nó, nó mình nói thật bạn thằng này nó sống lâu hơn cả mình cơ <laughs> mình đầu 8 hay bọn đầu 3 đầu năm này nó còn sống lâu hơn cả mình cơ đấy các bạn nhìn này đầu mình là đầu 8 đúng không mà đầu 8 nó tương đối là cũng lâu rồi đấy các bạn bây giờ đều là 10 số hết nhưng mà mình là ví 8 số thì đây 10 số này đầu 10 số này đấy là những cái đầu mà nó đã gần giai đoạn ở những cái đầu năm 2018 còn cái đầu đầu của mình này thường là đầu đầu nằm ở trong những cái giai đoạn 26 27 có những cái thằng này nó còn sống lâu hơn như vậy cơ đấy, anh em phải hiểu là như vậy thì có ý của bạn ấy bạn ấy cũng đã hiểu được nhiều như vậy và bạn bảo là có rất nhiều những người chơi lâu họ đầu tư vào đây rất là nhiều thì cái kiểu đấy nhưng mà đây mình cũng có thể thử đầu tư nhưng mà có đầu tư được đâu ấn vào đây 10 ru à đây được rồi này chắc là nó loát không uh, lâu đây mình sẽ tàu nhanh cho các bạn xem thực ra đối với mình cái khoảng này để sẵn sàng test cho anh em thì nó không vấn đề gì cả nằm ở cái khoản này đâu nhưng mà về vấn đề nó là để giải thích cho các bạn hiểu nó mới là quan trọng chứ còn tiền nó không phải là một vấn đề khi mà đầu tư các bạn để xem khi mà đầu tư đâu tiền không phải một vấn đề đề mà là vấn đề là cái quét này này, <laughs> các bạn nhìn thấy thu nhập thì chả thấy gì thanh toán số tiền mười trà Nói chung là con này bạn ấy chả hiểu bản sao bảo sao là về ấy Nhưng mà nhìn thế này đã thấy mất rồi chứ chẳng còn gì là đấy nữa Ok quét tiếp theo quét tiếp theo thì là một dạng quét như là kiểu đây các bạn thể nhập địa chỉ ví ấn vào tham gia như thế này ừ. cái quét này thì đương nhiên là cũng có nhiều bạn hỏi nhưng mà về cơ bản thì về các bạn thì mình thấy các bạn nên chỉ cần nhập địa chỉ ví xong ấn tham gia xong rồi để ở đấy thôi. Còn cơ hội nó rút được tiền hay không thì các bạn cứ mặc kệ nó ở trong web này. Ừ, đây này nó cũng đơn lắm. Còn cơ hội nó rút được tiền hay không thì các bạn cứ để kệ nó đi, cũng không cần quá quan tâm đến việc nó rút được tiền hay không đâu. Đây mình biết lại. Đây vào rồi. Nhiều khi nó để cái tiếng 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 ấy nó không ra được anh em ạ. Để nhiều khi mình để tiếng nga nhưng mà như thế này thì đáng lẽ chỗ này nó phải ra được là lợi nhuận với các thứ của mình như thế nào nhưng mà để như này chắc chắn là dễ đi lắm kiểu cái web này đây ví dụ web này chỉ nhập địa chỉ ví vào xong nó tự đào này các bạn thì đối với những web như thế này này để đi thu nhập hàng năm bao nhiêu thì nó không nói rõ là ru này thì các bạn cứ để nó tự thế thôi đăng đăng ký để để vứt đấy thôi không cần làm gì quá gì nó gọi là quá kinh khủng đâu À, ok, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Thì anh em cảm nghĩ sao Thì comment ở phần mô tả bên dưới Link bốn web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho các bạn à, Tất cả những gì thực ra là các bạn nên xem nhiều clip của mình hơn Bởi vì trong một clip này mình sẽ không thể nói hết được Mà muốn nói hết thì các bạn cũng không hiểu Bởi vì nó không có ví dụ cho anh em xem Mình phải làm, phải có ví dụ phải, nó, nó, nó phải thực tế thì anh em nhìn mới hiểu được Ok, cảm ơn bạn